tuyển thư ký sáng nay ngồi uống cà phê với hai người bạn tình cờ nghe hai cô gái tóc vàng bên cạnh nói chuyện mày biết không chiều hôm kia công ty điện gió phương bắc tuyển nữ thư ký đấy tất cả các ứng viên đều xinh đẹp duyên dáng mặt tươi như hoa cười duyên liên tục với giám đốc duy chỉ có một mình tao mang vẻ mặt rất giàu dĩ lấy làm lạ giám đốc gọi vào phòng hỏi sao mà đi tuyển thư ký mà mặt mày lại buồn vậy? Dạ, tại buổi sáng, mẹ em mắng em ạ. À. Mắng như thế nào? Dạ, mẹ em mắng là con gái chưa chồng con gì mà đã đi đặt vòng. Kết quả, tao được tuyển làm thư ký. Tuần sau, tao được đi Hà Nội họp với đối tác cùng giám đốc đấy. Xôi hỏng bỏng không? Xưa có cậu ấm con quan đã qua tuổi cập kê mà chả chịu lấy vợ bố mẹ ông bà tỏ ra sốt ruột cuối cùng họ đi đến một quyết định cực đoan mang chầu cao đến giảm hỏi cho cậu một cô chiêu cũng thuộc con nhà khá giả cứ ép chúng sống với nhau chuyện gì đến rồi ắt sẽ đến lửa gần rơm lâu ngày cũng bén lại nói về cậu ấm kể từ khi có vợ đến nay cậu không thèm ngó ngàng ban ngày theo chúng bạn săn bắn trọi gà đêm đến thì trong đèn đọc sách kiếm hiệp mặc cho vợ trẻ suốt đêm một mình gối ướt đầm nước mắt cuối cùng bà thông ra hiến kế đêm đó cô vợ trẻ diện một bộ váy đầm mỏng tang hết sức khiêu gợi hai bà thông ra nấp rình qua khe cửa để xem thành quả cho mưu kế của mình quả là hết sức hiệu nghiệm gỗ đá cũng tan chảy xuống chi là người cuối cùng thì chàng ta cũng đồng lòng cả hai bà hết sức vui sướng khi thấy bàn tay cậu ấm thò vào vùng kín của vợ mình giờ thì có thể thở phào và hai bà yên tâm trở về giường của mình mong trời mau sáng để nghe cô dâu thông báo kết quả vừa mới bảnh mắt ra, cả hai bà thông ra háo hức, tìm cô dâu để hỏi xem sự tình. Cả hai cột hứng khi thấy cô dâu hai mắt đỏ hoe, đôi dòng nước mắt sụt sùi trong mếu máu. Bố mẹ cho con về bên nhà thôi, anh ấy có thèm ngó ngàng gì đến con đâu. Làm sao con ăn đời ở kiếp với anh ấy được chứ? Hu hu. Cả hai bà quên cả ý tứ, hỏi dồn. Rõ ràng là chúng tao thấy nó mò tay vào váy của mày rồi cơ mà. Ôi rõ khổ, anh ấy thò tay vào chỉ để thấm nước, để dở rách. Xe máy đèo. Vừa mới mở mắt ra, vợ chồng anh Lô đã cái nhau nghe đến phát bực. Mà ai người ta khiến vảnh tai nghe chuyện nhà người khác cơ chứ? Chẳng bỏ dơ. Nghĩ vậy, nở thấy xấu hổ, nhưng lại thấy vui vì nhà nợ sát vách nhà anh Lô. Họ cãi nhau thường xuyên, có khác gì chương trình quảng cáo của TV đâu. Này, có bỏ ra cho người ta đi hay không thì bảo. Tiếng anh Lô nhỏ nhẹ như người mắc lỗi. Tôi nói anh chờ tôi mấy phút, chứ ai bảo không đi. Không đi thì năm cái mồm uống nước lá hả? Nói rồi, chị quê, vợ anh Lô chạy thật nhanh vào trong nhà mang ra một cái biển để vào giỏ chiếc xe Dream của anh Lô, rồi giật ngay cái biển có sẵn trong đó ném xuống sân, miệng nói tay đẩy vào cái đuôi xe. Đấy, đi đi cho tôi nhờ. Nở nép mình ngó sang, lặng yên nghe xem chuyện gì xảy ra, chỉ quê nói, từ nay không để cái biển xe ôm nữa. Tôi đã nhờ người viết cho anh cái biển này rồi, anh hiểu chưa? anh lô cầm lên xem cái gì thế này xe máy đèo rồi ạ à, tôi hỏi cô có ai đi xe ôm mà không có cái biển xe ôm cơ chứ nhưng riêng anh ấy thì không nghe rõ chưa anh chỉ có đèo không ôm ấp gì hết tôi ôm anh vẫn chưa đủ chứ gì thì ra là vợ hay ghen chắc là hôm qua nhìn thấy cô nào đó ngồi sau xe ôm chồng tình tứ quá chứ gì thơ vui đàn ông tuổi 60, năm nay đã sáu chục rồi, vẫn thèm ăn phở bốc xôi lộn bèo. Ngoài đời cũng có em theo, nhưng mà chân yếu có trèo được đâu. Nhiều khi nghĩ đến thêm sầu, anh hùng giờ lại cúi đầu quay ngang. Trời xanh gãy cánh đại bàng, còn đâu phong độ cho nàng thăng hoa. Ngày xưa đêm bảy ngày ba, bây giờ nếu có chỉ là động viên chợ đi chưa đến hết tiền trên bảo dưới cãi mới phiền mới cay ngày xưa vỗ cánh chim bay bây giờ rụt cổ suốt ngày ngủ đông ngày xưa chim sáo sang sông bây giờ chim sáo xù lông gục đầu lộn cái bàn xưa lắm rồi ông chú làm cùng với bố hay đến nhà chơi bọn trẻ chúng tôi chẳng quý chú chút nào bởi chú đến nhà chơi chẳng có cách kẹo cái bánh cho chúng tôi gì cả trong bữa cơm đàm bạc hàng ngày tôi có nghe bố nói với mẹ thằng hưng nó thích cô bình ở xóm vợ chồng mình cố gắng giúp đỡ em nó nhé mẹ tôi cũng nể bố nên săng sái làm công việc nối nhịp cầu tre rồi chú cũng được bước chân vào nhà cô bình chuyện sẽ trôi đi êm dịu như nước hồ tây nếu như hôm ý không xảy ra, cái xe đạp của chú dừng ở cửa nhà tôi bị mất. Ôi rồi ôi, chú than, chú khóc. Rồi chú sọc vào nhà tôi, nhìn gầm giường xó bếp. Nơi chú nghi ngờ bố mẹ tôi có thể giấu cái xe đạp. Bố mẹ tôi thất thần nhìn hành động hung hăng của chú. Tiếc cái xe đạp của chú thì ít, tiếc cái nhân cách của chú thì nhiều. Nếu buổi tối hôm ấy Chú không bí mật rủ cô ấy đi xem phim. Không bí mật để xe ở cửa nhà tôi thì đâu bị mất chiếc xe đạp. Thời gian cũng trôi đi in ỏi trong gia đình nhà tôi. Tôi nghe bố mẹ nói dành cả tháng lương 90 đồng của bố để giúp chú mua cái xe đạp khác. Bởi chú cứ khẳng định để xe ở cửa nhà tôi bị mất thì bố mẹ tôi phải chịu trách nhiệm. Ôi thần linh ơi! Và từ đó không có chú Hưng đến nhà và cũng chẳng thấy cô Bình thỉnh thoảng thậm thụt cho chúng tôi vài cái kẹo nhồn chó. Ngày đó, tháng đó, bố mẹ và ba anh em chúng tôi sẽ sống bằng 40 đồng lương dược sĩ của mẹ tôi. Sướng hay khổ thì không biết. Cứ cơm ba bát no bụng là được rồi. Nhưng khó chịu nhất là mỗi khi mẹ rửa bát lại làm vài câu trèo cổ Thái Bình vì mẹ là gái Thái Bình. Mối trâu mối bò thì ăn gan ăn lách, mối người mối ngợm thì ăn đách ăn đoi. Chuyện nhiều chục năm đã chìm sâu trong ký ức, bỗng dậy lên cơn sóng. Ở đất nước phương xa có một hiện tượng na ná giống như gia đình nhà tôi. Mời nó đến chơi nhà, nó bị tai nạn thì bị kiện cáo bắt đền. Thôi, Âu cũng là cái liễn. Chốt lại, gặp phải những người bạn như thế này, thì ai cũng phải thốt lên. Lộn mặt bàn. Gặp vợ cũ, một ngày đầu đông, nắng vàng nhạt trời xe xe. Nói chung thời tiết đẹp. Tôi oánh quả Lusut R570 lux chỉ giá ngót mười tỷ vào một trạm rửa xe bọn nhân viên trạm này đều biết tôi chúng trải ra đón xe mà cứ như nhân viên lễ tân văn phòng đón xếp vậy khúm na khúm núm nhưng thời kinh tế thị trường thái độ quyết định thành công tôi đắc ý vì thái độ này của chúng mà thường đem xe đến đây để rửa. giao xe cho nhân viên dặn chúng rửa xong thì thay tấm rèm tối sấm kèm thay cái kim phun bình nước hoa, hút sạch bụi sàn vân vân. Rồi tôi vội đi bộ tới quán cà phê gần đó, gọi ly đen nóng, châm điếu thuốc mơ màng nhà khói, nhấp ngụm cà phê, thấy đời trọc phú quả nhiên dễ chịu. Từ bên kia đường, một phụ nữ mặc bộ sui của hãng Coco Chanel, đầu đội mũ phớt cũng Coco Chanel, đeo kính dâm khoác túi cũng mát Coco Chanel luôn. Nom từ xa, cứ như bản sao F4 của công nương Diana bên xứ xương mù thật tao nhã và quý phái. Nàng vừa ra khỏi tòa building rồi sang đường, hướng thẳng tới quán cà phê tôi đang ngồi. Bỗng dưng tôi rất hồi hộp, nom vóc dáng, thấy nàng như rất quen. Nàng ngồi xuống bàn, ngay phía bên phải tôi gọi nhân viên lấy một cốc ca cao nóng rồi nàng đặt túi sách tháo kính để trên mặt bàn tôi sững sờ choáng váng nàng chính là thúy là vợ cũ của tôi chúng tôi ly hôn 10 năm trước ơ ờ kìa thúy phải không ô ờ, anh hùng à nhìn anh khác quá ký ức dội về khiến cả hai nhìn nhau trong mắt long lanh Ngày ấy cả hai còn là những thanh niên vừa bước vào độ chín. Tôi còn cường tráng như thần Apollo, còn nàng thì rực rỡ như thần Aphrodite. Nàng nói là thần Aphrodite cũng chẳng ngoa mấy. Bởi cái thời đó, mỗi khi đi làm về là nàng cởi tuột ra, chả chịu mặc gì nữa cho đến sáng hôm sau. Thì thần Aphrodite các bạn biết rồi nhỉ có bao giờ thèm mặc quần áo chứ chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau và cả hai cùng thỏa thuận chúng ta sẽ học người đức thói quen sau giờ làm về nhà là tắt email không nghe điện thoại tuyệt đối không giao lưu với bên ngoài nghĩ mà xem nếu trước mặt bạn là thần về nữ không mặc quần áo mông vú cứ rung rinh đi lại trước mặt thì bạn còn thiết gì điện thoại email nữa chứ cứ như vậy, Apollo và Aphrosis giao hoan đến tháng trăng mật, thậm chí đến hết năm trăng mật rồi hậu trăng mật vẫn không rời nhau. Bi kịch bắt đầu vào một ngày không đẹp trời, nàng đi làm về và không cởi quần áo, thậm chí lúc đi ngủ nàng cũng mặc bộ pyjama. Sự kiện này hẳn có nguyên nhân rất nghiêm trọng và tôi chất vấn nàng, tôi nghi ngờ nàng tôi bảo nàng đã thay đổi vân vân và vân vân cứ như thế căng thẳng dần dần đến lúc không chịu nổi nữa chúng tôi hàn huyên đủ thứ chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp lại nhau tôi nhìn nàng nhớ lại bộ mông và cặp vú rung rinh còn nàng tôi đoán nàng nhìn tôi kiểu gì cũng nhớ lại bộ ngực vạm vỡ bụng sáu múi và cái khúc gậy bóng chày khi trong đầu có những hình ảnh đó thì câu chuyện mới hào hứng, hăng say và ánh mắt mới long lanh, nụ cười mới quyến rũ. Chợt nàng ngừng lại hỏi tôi, thế cuộc sống của anh thế nào? Ổn chứ? Tôi vừa nói từ anh ổn thì thằng nhân viên bên trạm xe đánh chiếc Lusut R570 Lux. Đỗ ngay tới trước cửa quán cà phê. Nó nhảy ra khỏi xe, đến trước hai chúng tôi rồi đưa chìa khóa. Xe anh xong rồi ạ. À. Hóa đơn em để trong xe anh nha. Ok, cảm ơn chú mày. Anh chuyển khoản cho chú mày như mọi khi nhá. Dạ vâng ạ. À. Trời ơi, tôi sướng quá. Nó giao xe thật đúng lúc. Tôi biết nàng đang nhìn tôi kinh ngạc. Không phụ nữ nào đứng vững trước siêu xe cũng như không đàn ông nào đứng vững trước nhan sắc vậy. Nàng hẳn là phải phục tôi lắm, thậm chí thấy tiếc rằng đã ly hôn tôi. Tôi hà hê quá đi, hạnh phúc quá đi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tài gan. Đúng lúc này tôi có điện thoại. Tôi đành xin lỗi nàng, đứng dậy, ra vỉa hè nghe máy. Chính là sếp của tôi gọi. Tôi hạ giọng lễ phép. Dạ, báo cáo anh, em vừa cho rửa xe và bảo thợ dọn xe sạch sẽ như yêu cầu của anh rồi ạ. Giờ anh ở đâu? để em đến đón à? Giọng xếp trong máy ra lệnh, không cần đón tôi, vợ tôi đang ở gần đó đó, hãy đón cô ấy và chở cô ấy đi theo yêu cầu. Đúng là nhờ có ông anh con bác họ làm chức quan gì đó to lắm ngoài trung ương, lại quan hệ rộng giới thiệu cho một chân lái xe cho một sếp lớn. Từ hôm ấy đến nay cũng chưa có dịp tìm hiểu về gia đình của sếp chỉ cảm nhận được một điều Sếp rất cầu kỳ, kỹ tính Nhưng lại rất hào phóng Và thoáng cực kỳ Tôi khừng lại, Linh tính mách bảo tôi rằng Hình như vợ sếp chính là Đúng lúc đó Thúy cũng đã ra ngay sau lưng tôi Mũ cô cô Chanel Và túi sách cô cô Kính đen cũng cô cô luôn Nàng cũng đang nghe điện thoại Ok Em gặp anh ấy rồi Anh yên tâm đi tôi quay lại nhìn nàng mặt nghệt ra như mặt ngỗng ạ em em chính là phải rồi anh anh biết mở cửa xe cho phụ nữ chứ em cần đi vài chỗ mình vừa đi vừa nói chuyện tiếp anh nhé nắng đầu đông bỗng trở thành khó chịu thấy ngứa ngáy như bị rôm cắm tôi chỉ muốn hét to ôi cắm vãi Đường Đặng Thị Công Trời mưa Hôm nay chủ nhật hắn không đi làm Vừa đặt đĩa lạc giang xuống bàn Định lấy chai rượu nếp Làm vài quai cho đỡ buồn Vợ hắn đem cả hai đứa con về quê ngoại Ở Nghệ An Giờ đám cưới thằng cháu Con ông anh cả Đang ngó nghiêng kiếm cái ghế Bỗng nghe văng vẳng tiếng chỉ công Vợ anh Hiệp chủ tịch huyện đang săng sái đi thẳng vào ngõ. Chú Thanh hôm nay ở nhà. May mắn cho chị quá. Đến nhà mới gặp được chú. Hắn từ trong nhà đi ra. Vừa đi vừa nghĩ. Lại không biết có chuyện gì nữa đây. Mình đã ở đây 5 năm rồi. Từ khi anh Hiệp còn làm trưởng phòng tài nguyên môi trường tới nay. Có bao giờ chị ấy đến nhà mình chơi đâu cơ chứ? hay là con vợ mình có vay tiền chị ta để mua sắm nên hôm nay bà ta đến hỏi dạ em chào chị công chào chú thật may cho chị quá dạ mời chị vào nhà chẳng mấy khi chị đến chơi mà nhà em lại tình toàn quá chỉ có ấm nước chè xanh mời chị thôi ạ à. ồ sao chú lại nói thế tôi với chú là chỗ láng giềng với nhau mà Nghe rông giải sốt ruột, hắn mới nhỏ nhẹ hỏi. Dạ, hôm nay chị đến chơi hay là có việc gì ạ? À? Uống xong ngộm nước, vừa kịp nguội bà công nói. Ấy, sao chú lại hỏi thế? Chỗ láng giềng chỉ đến chơi thôi, mà hôm trước gặp mợ ấy đi chợ, nghe mợ ấy bảo sắp về quê giữ đám cưới phải không? Dạ, nhà em về quê từ hôm thứ năm rồi, hôm nay Dự đám cưới ở quê chị ạ à. Chú Thanh này Bà công lại lên tiếng Ngày trước tôi chỉ học hết lớp 6 Rồi bỏ học ở nhà buôn bán với mẹ Nhờ nhà giàu có và sắc đẹp của tôi Nên mới lấy được anh Hiệp đẹp trai Học giỏi, có tài Hiền lành dữ lắm Chứ tôi chả có bằng cấp gì đâu Nói xong bà cười sảng khoái Mà đúng vậy chú ạ à. Đời người đúc kết Thành công của người phụ nữ... Là lấy được tấm chồng giỏi giang... Thành đạt... Thật chí phải chú ạ... À. Giờ có chuyện này... Tôi muốn nói cho chú biết... Dạ... Chuyện gì chị cứ nói ạ... À? Chỗ chị em cả mà... Chuyện là thế này... Anh Hiệp nhà tôi... Mới lên ghế chủ tịch huyện... Mới có 6 tháng... Mà vợ cũng được thơm lây đấy chú ạ... À. Là chuyện gì vậy chị? Hắn hỏi cho có lệ theo phản xạ. Chứ trong bụng thầm nghĩ... Cha Hiệp này có cái bệnh hôi nách cực kỳ chắc lão ta tìm được thầy giỏi có bài thuốc hay chỉ được bệnh hôi nách thâm niên giờ chắc mộ ta sang đây để khoe chứ gì chú này hôm qua tôi đi sang xã bên có chút việc bên đó đang làm đường ngồi trên xe ô tô con tôi thấy cái biển đường đặt tên của tôi đấy đường đặng thị công chú ạ à, thật là vinh hạnh quá nhưng tôi không dám nói với chồng tôi trong bụng sướng dâm gian tôi nghĩ con đường trong thị trấn huyện này nay mai chắc chắn sẽ đặt tên anh hiệp chồng tôi cho xem đúng là chồng sang vợ được đi hài chú ơi bà công cười thích thú nghe xong hắn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đưa đầy tán thưởng cho phải phép dạ chị anh hiệp nhà chị tài trí đạo đức vẹn toàn nếu sau này làm chức chủ tịch tỉnh thì sẽ có nhiều con đường mang tên chị nữa cho mà coi." Bà công cười mãn nguyện, "Phải lắm chú hả phải đấy. À mà quên, tôi còn phải về nấu nước để tiếp mấy người bạn anh hiệp ở miền Nam mới ra. Hôm nay chủ nhật, họ hẹn đến nhà chơi, anh hiệp bảo chị làm cơm ở nhà cho thân mật chứ không đi ăn nhà hàng." tiện trưa nay mời chú lại nhà làm chén rượu cho vui ở nhà một mình chú khỏi nấu nướng làm gì cho nhọc thôi chào chú lần sau tôi sẽ ở chơi lâu hơn vậy dạ chào chị lại nhà tiễn bà công ra khỏi cổng hắn nhăn nhó suy nghĩ miệng lẩm bẩm bà này nói cái quái gì chứ mình thì toàn nghĩ trước nay người ta đặt tên đường tên phố hay công viên thường lấy tên danh nhân văn hóa anh hùng của dân tộc hay những vị lãnh đạo có công lớn với đất nước chứ sao lại lấy tên vợ chủ tịch huyện thật vô lý mà cái xã bé tí tin hin làm gì có tên đường nhỉ hay là xã điểm nông thôn mới không chừng kiểu gì mình cũng phải đến tận nơi để tận mục sở thị mới tin được chiều nay sau khi cơm nước nghỉ ngơi xong hắn phóng cái xe máy sang xã bên coi thế nào vừa tới đầu đường thì thấy tấm biển báo đường đang thi công hơ hơ thì ra là vậy thảo nào hai bà bàn lâu ngày gặp nhau tay bát mặt mừng một bà hỏi bà có khỏe không dạo này ông nhà bà làm gì ồ oh, cảm ơn bà ông nhà tôi làm bác sĩ siêu âm ồ oh, nhưng dạo trước có thấy ông ấy học trường y đâu làm sao mà làm được à ah, vâng thì vậy đó chả là ông nhà tôi làm nghề soi trứng vịt lộn mà <laughs> ân nhân Chồng đi làm về thấy vợ mình đang tử tình với một người đàn ông lạ. Điên tiết, hắn chạy vào bếp lấy con dao gia đình chém tình địch. Nhưng chỉ vợ chạy lại hét lớn. Ôi đừng manh động, đây là ân nhân của chúng ta đấy. Rồi chỉ vợ vừa khóc vừa kể. Lúc anh thất nghiệp, chính người này cho tiền chúng ta tiêu. Khi em nằm viện, trả tiền viện phí cũng là anh ta rồi xe máy đồ trang sức quần áo em mặc trên người anh ta mua sắm cho em chứ có phải là anh đâu thấy chồng mặt vẫn hầm hầm vợ lại kể tiếp chưa hết đâu bia rượu và đồ nhắm mỗi ngày của anh cũng là một mình anh ấy mang đến đấy nghe đến đấy anh chồng liền quẳng dao xuống đất rồi quát vợ thôi không nói nữa tôi biết rồi nó còn giúp cả việc tôi lâu nay không làm chết gì còn đứng đấy làm gì mang ngay cái áo khoác ra cho nó mặc, kẻo nó bị cảm thì nguy. Xong rồi cô đi chuẩn bị đồ nhắm để hai chúng tôi còn uống rượu. Bướm Sinh ra chỉ đã có cái tên là Bướm, Lê Thị Bướm. Nghe kể lại, các cổ đặt tên càng xấu, càng tục, càng dễ nuôi. Và chỉ giữ cái tên Bướm để khôn lớn khỏe mạnh. Lúc nhỏ, không ai để ý đến con Bướm bởi là con nít nhỏ thó gầy gò ốm yếu. Đùng một cái, mới 14 tuổi, trông con nít bướm ngày nào đã phỏng phao, khôn lớn. Các cụ trong làng cũng không ngờ phải thốt lên những lời khen của người đã trải đời. Con bướm dạo này đẹp thật đấy. Nhất là trai làng, ở lứa tuổi cặp kè, kháo nhau. Sau này đứa nào lấy được con bướm thì là người may mắn hạnh phúc nhất làng trở lại cô bướm vừa xinh đẹp nét na chăm chỉ cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người thế rồi cái gì đến cũng phải đến cô bướm đi lấy chồng nghe nói chồng cô là người giàu có yêu cô hết mực cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc dù đã sang sông mọi người vẫn quý nhất đức tính vui đùa của cô nhất là khi cô dùng chính cái tên của mình để xưng hô trao đuổi em rửa bát đũa sạch chưa dạ bướm rửa sạch lắm rồi nhà chị có nuôi chim không có chứ bướm nuôi toàn chim to có con gãy cả đêm ý thế nhà em nuôi chó có thường xuyên tắm cho chúng không dạ bướm tắm rửa cho chúng hàng ngày nên sạch sẽ lắm ạ à? thế ông xã có cho chị đi du lịch nghỉ mát nước ngoài không ôi bướm bay thường xuyên ý thế từ khi xuất giá chị ngủ có ngon không dạ bướm ngủ say như chết ạ à? thế em có bị ai bắt nạt chưa dạ chưa nhưng mà liều lĩnh bướm đè chết ngay thế em có kế hoạch gì cho tương lai chưa dạ bướm vạch ngay ra cho anh xem đây nè thế khi về già liệu chị còn dí dỏm sưng bướm như bây giờ không bướm giá bướm sẽ vẫn sưng bướm suốt đời luôn cứ thế tin lành đồn xa dần dần cô nổi tiếng là người vui tính dễ thương càng ngày càng nhiều người yêu quý hơn có ý kiến cho rằng cô bướm có thể được nhận vào biên chế bất cứ cơ quan tổ chức đoàn thể nào nếu cô đệ đơn xin việc đẹp nết na vui tính cộng thêm cái tên bướm họ Lê đã là tiêu chí độc đáo thuận cho cô, cho dù bướm chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông với bằng tốt nghiệp trung bình khá. Quý bà Thanh Lịch để quảng bá cho du lịch miền đất hoa vàng cỏ xanh, hội liên hiệp phụ nữ tổ chức cuộc thi quý bà thanh lịch, cuộc thi gay cấn đến phút cuối hai quý bà lai và láng vào vòng chung kết về thể hình cả ba lần chấm hai quý bà đều bằng điểm dáng chuẩn khuôn mặt quý phái sang trọng hội ý một hồi ban tổ chức ra câu hỏi phụ bà cho biết giữa lồng chim và cái váy giống nhau và khác nhau như thế nào quý bà lai lồng chim và váy giống nhau là để nhốt chim ạ. À? cả hội trường vỗ tay không ngớt mọi người xì xào hay hay quá rất thông minh một vị trong ban giám khảo hỏi quý bà láng bà có ý kiến như thế nào về sự khác nhau rất tự tin bà láng trả lời khi lồng chim mở cửa thì chim bay đi còn váy mở cửa thì chim bay vào mọi người xô ghế đứng dậy vỗ tay vang dội ban tổ chức đồng loạt dơ cao mười 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 và năm ấy trần láng lên ngôi quý bà thanh lịch. Ông nhắm mắt đi, một ông về hưu sau một đời cống hiến đã có nhà mặt phố, xe hơi và một cái sổ tiết kiệm đơn vị tỷ đồng. Buổi chiều sau khi cơm nước xong, ông Thư Thái ngồi chơi với cháu. Vợ ông đã qua đời nên giờ con trai con dâu cháu nội là niềm hạnh phúc duy nhất và to lớn nhất của ông. Ông nhắm mắt đi. Trận cháu nội ông nói và cười khúc khích ông cháu mày hỏi cháu nói gì đứa bé mẹ nheo, ông cứ nhắm mắt đi để làm gì ông hỏi dạ để ba mẹ cháu giàu to cháu nghe ba nói với mẹ quả này ông mà nhắm mắt thì tự nhiên chúng mình giàu to vợ nhỉ ông lặng đi người trùng xuống lưng như còng hơn đôi vai nhô cao và hình như đang run lên từng cơn từng cơn từng cơn đánh vợ xóm tôi có ông thầy võ nghe đâu thời trẻ tuổi đi làm mãi võ kiếm ăn tận trong nam cuối đời mới đưa vợ về quê đặng an nhàn tuổi già tôi cũng thường sang chè nước bàn dăm ba cái sự đời và nghe ông kể về những năm tháng bôn ba nơi đất khách quê người một hôm, nhìn thấy tôi mặt sưng húp, mắt tím bầm. Lão lo lắng hỏi, ai đánh anh mà tàn nhẫn vậy? Anh đã báo cơ quan chức năng chưa? Tôi lắc đầu buồn bã, quay mặt đi để lén lau những giọt nước mắt, cứ trực trào ra. Hồi lâu tôi mới nghẹn ngào thổ lộ, hôm qua con mài lướt Facebook. Mưa không kịp cất quần áo, vợ con về nó tát con không trượt phát nào đấy ông ạ à. lão nhìn tôi rưng rưng đôi mắt đã chẳng chịt những vết chân chim thoáng ngấn lệ dường như những kỷ niệm đau buồn ngày xưa của lão tràn về đoạn lão nhẹ nhàng vén áo lên chỉ cho tôi xem những vết thương cả vết xẻo dài trên vai trái hồi chưa học võ tôi cũng hay quên cất quần áo khi trời mưa lắm Lão nấc nhẹ lên một tiếng rồi im lặng. Trong phút giây ấy, cả hai người đàn ông, hai thế hệ dường như xích lại gần hơn. Tôi dạy anh võ nhé. Lão bất giác chân thành. Tôi mừng như bắt được vàng. Gật đầu lia lịa rồi trực quỳ xuống bái sư luôn và ngay. Lão vội đỡ tôi dậy. Ra hiệu tôi không cần quá đa lễ. Rồi lão đặt tay lên vai tôi, đồng viên đôi mắt nhìn tôi đầy tự tin kể từ đó tranh thủ những lúc vợ đi vắng tôi liền tót sang bên nhà lão hì hục tập luyện những buổi đầu tiên lão bắt tôi xách hai xô nước đầy hai tay giang thành một đường thẳng mắt nhìn phía trước cứ thế xách xô nước từ giếng đổ vào lu to đùng ở sân nhà lão lão bảo đây là tập giữ thăng bằng rất quan trọng nó quyết định sự thành bại của con đường võ học mà tôi xét theo. Cho đến một hôm, khi tôi đang xách hai xô nước đầy về đến sân thì vợ lão về. Mụ hồ hởi cảm ơn tôi vì nhờ có tôi mà cái lu nước của nhà bà lúc nào cũng đầy ắp Dùng thoải mái con gà mái. Sau buổi đó tôi cương quyết bắt lão phải truyền bài tập khác, không xách nước nữa. Lão chiều theo ý tôi, lão bảo sẽ chuyển qua luyện phản xạ. Hôm sau, lão dẫn tôi đến một đống gạch ngoài đầu ngõ và bắt đầu ném từng viên về phía tôi. Cử ly ngày càng gần, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Do tư chất thông minh nên ngay từ buổi đầu tiên tôi đã phản xạ rất tốt, bắt được hầu hết những viên gạch mà lão ném tới. Khi đống gạch được chuyển dần dần từ ngoài ngõ về đến sân nhà lão thì cũng là lúc lão báo tạm nghỉ một thời gian để lão xây lại cái công trình phụ xong rồi giải tiếp. Độ một tuần sau, lão có mời tôi sang nhà để mừng cái công trình phụ nhà lão hoàn thành. Mừng cho nhà lão vì sau này lão và mụ vợ không cần phải chạy ra sau vừa nữa, vừa nhậm, vừa bất tiện. Lạ cái là bà vợ lão cứ suýt xoa mãi nhờ có tôi giúp đỡ nên công trình mới kịp tiến độ xây dựng. Tối hôm đó, lão kêu tôi sang và thông báo rằng tôi đã thành tài, rằng với những gì học được, giờ thì vợ tôi sẽ không thể gây ra thương tích nào cho tôi nữa. Bài tập Sách xô nước là giúp anh vững vàng trước sự va chạm, tác động mạnh của vợ anh. Còn bài tập phản xạ để anh có thể né tránh những cú tát, cú đấm bất ngờ của vợ anh. Lão tự tốn giải thích. Tôi hụt hẫng vô cùng. Bèn giải bài nguyện vọng muốn học võ là để tẩn cho vợ một trận, chứ không phải là... Lão đùng đùng nổi giận, đứng phát lên và quát lớn. Ta cả đời học võ đây, chưa khi nào dám nghĩ đến chuyện bật lại vợ cả. Sao anh lại có thể nghĩ đến những chuyện kinh thiên động địa như vậy hả? Rồi lão ngửa mặt lên trời than rằng, trước khi học võ, phải học đạo làm người. Làm người đó có hiểu không? Nghe đến đó tôi phục lắm đến một bậc nhất đại tông sư sơn đông mãi võ như lão cũng kính vợ như vậy đây mới đúng là đỉnh cao của võ học hóa ra học võ không phải chỉ là học đánh đấm mà còn học nhân lễ nghĩa nghe những lời trí tình trí nghĩa của lão tôi càng thấm thía hơn phận làm chồng à nhầm đạo làm chồng ở đời kể từ đó tôi đã có thể tránh được hầu hết những cú đánh đầy uy lực của vợ dù thỉnh thoảng vẫn dính vài phát, nhưng không đáng kể. Đánh mãi trả chúng nên dần dà vợ tôi cũng chán. Thay vì đồng tay đồng chân với tôi, mụ chuyển sang động khẩu nhiều hơn. Gia đình tôi ít va chạm hẳn. Phần nữa là nhờ vợ lão gặp tôi lúc nào cũng suýt xoa. Khen tôi là người rất tốt bụng hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Có lẽ vì thế mà vợ tôi hãnh diện về tôi nên mụ ít ra đòn với tôi hơn. Gia đình tôi từ đó trở nên hạnh phúc và hòa thuận như bây giờ. Đạo bồ thật ứng nghiệm. Nhà thờ của một dòng họ khá lớn ở một miền quê chủ phú năm nào cũng xảy ra hỏa hoạn. Nhẹ thì phải sắm xanh lại mọi thứ đồ lễ cúng tế. Nặng thì có lần phải xây lại toàn bộ mọi người đồn rằng chắc là phần âm của các bậc tiền nhân có gì đó không ổn. Họ vời thầy về để trấn yểm. Bao nhiêu thầy địa lý cao tay đều chịu thua vì hỏa hoạn vẫn cứ xảy ra. Thậm chí có thầy vừa làm lễ xong ra về đâu chừng 15 phút thì lư hương bỗng hóa đùng đùng, thiêu rụi luôn mọi thứ. Con cháu vô cùng hoang mang. Dạo đó có người đồn thổi có một vị quan to của triều đình thanh liêm và tài ba xuất chúng vì không chịu được cảnh xu nịnh thủ đoạn đê hèn và gian xảo nơi trốn quan trường ông lui về ở ẩn nơi một miền quê làng trài ven biển vui thú điền viên và luôn sẵn sàng giúp đỡ bà con bá tánh một sáng nọ ông tiếp một đoàn các vị bô lão của dòng họ kia đến nhà vấn danh và xin ông ban cho một đạo bùa về trấn yểm phù phép để ngăn chặn nạn hỏa hoạn xảy ra hàng năm ở ngôi từ đường của dòng họ mình sau khi nghe lời thỉnh cầu của họ ông buông lời hứa sẽ giúp việc này quá ư là đơn giản mọi người cứ an tâm ở ông gì chứ một đạo bùa thì có gì là ghê gớm đối với ông cơ chứ đoạn ông nhìn quanh thấy bên trong góc nhà của mình có một cái chày giá cua để lâu không sử dụng tới ông bảo mọi người cứ cầm về treo ngược nó lên bất cứ vị trí nào trong từ đường hỏa hoạn sẽ biến mất mọi người hết sức phấn khởi tuy nhiên có nhiều cổ cao niên tỏ ra ái ngại một nơi tôn nghiêm mà lại treo lủng lẳng cái chày to thế này xem ra thật bất tiện Đoán ngay được băn khoăn của các cụ, ông liền nói ngay. Thôi, thế này cho tiện. Các ông đưa bút giấy đây, tôi vẽ lại hình cách chày để các ông về dán vào tường cho tiện. Mọi người khỏi phải áy náy. Và nhớ là sau khi dán bùa, mọi vật dụng trong từ đường phải sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trước khi rời nhà thờ, sau khi cúng tế, phải tắt nến, rụi tắt hương, để linh hồn các vị tiên linh bề trên thăng về nơi trốn bồng lai tiên cảnh không lưu lại trong từ đường của các vị nữa quả nhiên từ đó về sau hỏa hoạn trong từ đường biến mất một ngày nọ để tạ ơn thầy về đạo bùa linh nghiệm ấy mấy vị bô lão trong họ biện một mâm lễ để tạ ơn thầy vui vẻ nhận trong lúc hai bên vui vẻ truyền trò một cụ cao niên dáng chừng là tổng trưởng mới rụt rè hỏi Dạ, đạo bùa họ chúng tôi thỉnh được của thầy năm đó thật là linh nghiệm. Chẳng hay thầy có bí quyết gì mà hay vậy ạ. À? Vuốt tròm dâu dài miệng cười ha hạ. Thầy lúc này mới dung đồi phán. Bí quyết gì đâu. Các ông đã biết nghe lời tôi giảng đó thôi. Lễ xong, rụi hương, tắt nến. Kèm cái chày treo đứng. Chày đứng, tức là đừng cháy lửa bói đâu ra nữa mà cháy, có vậy thôi mà. hết mồi, thấy bạn mình thất tình ngồi ủ rũ, một người bạn đến bên an ủi. Thôi đừng buồn nữa, câu không được con này, thì ta câu con khác. Biển còn nhiều cá mà, thiếu đấy gì. Ôi, nhưng mà hết mồi rồi, con cá vừa rồi nó đã ăn hết mồi rồi hu hu cá gì mà ăn cả sổ đỏ thế nhỉ thế mấy cái thẻ ngân hàng đâu rồi thẻ cũng bị nuốt mất tiêu rồi sạch như chó liếm thớt ôi hồn nhiên như cô tiên đậu cô cháu gái của tôi năm nay mới bước vào lớp một ngày cuối cùng của tuần đầu tiên ở lớp mầm, đầu được ông nội quan tâm hỏi. Thế nào cháu yêu của ông? Mấy ngày vừa qua, cháu nội của ông cảm thấy tình hình trong lớp thế nào nào? Nói để ông nghe thử, xem cháu của ông những ngày đầu học hành ra làm sao nào. Nhưng trước tiên hãy nói về các bạn trong lớp của cháu đã nhé. Dạ, đi học vui lắm ông ơi. Các bạn ai cũng yêu cháu của ông nội nha cái nơ con cô thắm ngồi cùng bàn với cháu nè nó hay đưa bim bim cho cháu nha ông nội còn thằng tèo con gì hà ngày nào nó cũng muốn làm thân với cháu hôm thì dúi cho cháu cái kẹo mút hôm lại vài quả mơ còn bạn thủy tiên có bố giàu lắm ngày nào bố của bạn ấy cũng đi cái xe đen bóng lộn đưa đón bạn ấy tới lớp xe của bố bạn ấy đẹp hơn xe của ông nội nha trong lớp bạn ấy là người duy nhất có cái đồng hồ điện tử vừa xem được giờ vừa gọi điện thoại nữa cơ bạn ấy có nhiều váy đẹp lắm có một cái giống y chang váy của cháu đó ông nội ôi cháu của ông giỏi và ngoan quá được bạn mến cô yêu cháu của ông là nhất ôi à mà ông nội ơi cháu nói cho ông nội biết bí mật này nha cô giáo của lớp cháu kém lắm ông ơi. Cái gì cũng không biết. Toàn hỏi bọn cháu thôi. Thật vậy sao? Thế cô giáo hỏi các cháu về những vấn đề gì vậy? Để cháu kể cho ông nghe. Có phép tính 3 cộng 5 bằng bao nhiêu mà cô giáo cũng không biết. Cô toàn hỏi. Có em nào biết thì giơ tay. Nói cho cô và các bạn biết với nào. Thế cháu có biết không? Dạ cháu cũng không biết ôi trời đất ơi cháu của ông toàn bài toán dễ thế mà cháu cũng không biết thật sao ơ à, cô giáo của cháu còn chả biết thì cháu của ông biết thế nào được <laughs> nếu thế gian không có đàn bà nếu mà không có đàn bà thế giới không có những nhà hộ sinh nam giới không có tình người cho nên không có trẻ sinh chào đời. Đàn ông cứ việc ăn chơi, thâu đêm suốt sáng, tung trời ai la. Chẳng có mùng 8 tháng 3, mất đi mấy chữ quý bà quý cô. Đàn ông chẳng phải cặp bồ, cho nên không có sát xô vì tình. Chẳng ai khoe váy đầm xinh, chẳng ai nô nước shopping tối ngày. Đàn ông cứ việc uống say, chẳng phải nghĩ ngợi có cày hay không đấu còn khái niệm vợ chồng. Chơi bài uống rượu đàn ông sáng đèn. Chẳng phải dấm dúi quý đen. Cũng chẳng ai thức sáng đêm chờ chồng. Nếu mà không có bóng hồng, cái kia vô dụng vì không làm gì. Sẽ chẳng có lễ vô quy, đàn ông cứ việc ngủ khi ca ba. Nếu như không có đàn bà, Chẳng có hoa hậu hay là hoa khôi. Cao gót chẳng có một đôi. Mấy chàng tung tăng đi ngồi sợ ba. Nếu như không có đàn bà, Nam giới mãi mãi chẳng là đàn ông. Cô vợ hớt ha hớt hải chạy về nhà quần áo sầu sạch. Ôi, em vừa mới bị một thằng du côn kề dao vào cổ đòi yêu. Nếu không thì hắn giết. Chồng lo lắng hỏi, rồi sao nữa? Thì em đã sống trở về với mình đây này. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Ba con bạn thân lâu ngày mới có dịp gặp lại nhau. Thôi thì đủ chuyện trên trời dưới bể. Rồi cuối cùng bao giờ cũng là chuyện chồng con. Con hoa thổ lộ. Chồng tớ trả ra làm sao? Suốt ngày diều chè bài bạc có gì trong nhà đáng giá, lão ta mang đi cắm sạch. Công nặng việc nhẹ, gì cũng đổ lên vai vợ. Nghe đâu lão còn cặp kè bồ bịch với một à ca ve xóm ngoài, thật đến là khổ. Còn chồng tới à? Tiếng con lan não nề, cũng một dạng rách trời rơi xuống đấy. Dạo này ăn ngủ rất đúng giờ, sáng thức dậy đều đặn. Vào tầm 5 giờ sáng, thể dục xong ăn sáng qua quyết là vác mai ra công trường làm hùng hục đến tầm 11 giờ mới nghỉ tay ăn cơm, chiều về cũng vậy, cứ gọi như là một cái đồng hồ sống ấy. Tối ăn cơm xong xem tivi hoặc đọc vài tờ báo là đi ngủ vào tầm 10 giờ, không rượu chè bài bạc gì sắt, cái khoản gái gú thì cứ gọi là bỏ tiệt, không mơ màng gì nữa. Tháng trước kiểm tra ví, thấy không còn tiền, tớ nhét vào cho chịu bạc. Hôm qua kiểm tra lại vẫn còn nguyên, thật đến là khổ không biết kiếp trước cha mẹ tôi ăn ở ra làm sao mà đến bây giờ tôi khổ đến vậy không biết nữa cả hai tròn mắt mày có bị điên không hả được chồng như thế còn mong cái nỗi gì nữa hay là mày có bồ có chúng mày điên thì có ấy bồ cái con khỉ tháng trước mất bao nhiêu tiền để chạy cho được có tên trong danh sách đặc xá ngây thế thế nào nghe bọn nó rủ dê trốn trại bị bắt lại giờ có mà mơ ngày về ôi trời thế là toi còn tao cũng chả hơn gì cả con mai giờ mới thổ lộ chồng tao được cái hiền lành nhu mì siêng năng có bằng luôn ai đời đi làm về vừa bước chân vào cửa chưa kịp đợi vợ con dọn cơm ăn chỉ kịp vứt cái cặp lên bàn cởi vội cái quần cái là nhảy vào làm liền Vợ có cản cách mấy cũng không được. Hả? Chồng mày bảo dâm thế à? Bảo cái con khỉ nhảy vào chuồng lợn chùi rửa, chuồng heo thôi mà. Ôi trời, đúng là khiếp. <laughs> chồng là gì? Trong mắt các bà vợ, chồng đơn giản là chồng. Có cả tốt lẫn xấu, có khi ngoan khi không, nhưng nghiêm túc mà xét, chồng là gì? Gần đây người ta đã đúc kết mấy định nghĩa thế này theo quan điểm triết học bạn hỏi chồng là gì chồng là dạng vật chất không bao giờ mất đi nó cũng không thay đổi chồng đang của một người rồi thành của người khác cứ như thể đồ chơi theo quan điểm vật lý chồng bằng thịt bằng xương nhưng vẫn chịu tác động luật hấp dẫn bình thường như vạn vật lớn nhỏ như mặt trời trăng sao trồng khi gần thì đẩy khi xa thì hút vào theo quan điểm y tế thì trồng chẳng là gì chỉ một dạng virus nhờn thuốc và nan y theo quan điểm nông học trồng giống lúa đáng yêu gieo ruộng mình thì ít ruộng hàng xóm thì nhiều theo quan điểm tài chính đặc biệt ngành ngân hàng trồng là con nợ xấu nhiều khi không đàng hoàng vay toàn xin vay nóng, không thế chấp khoản vay, không khả năng thanh toán mà lại vay hàng ngày. Tan mộng khi gặp người yêu cũ, nghe mẹ nói cha bay bị tai biến, tôi tức tốc vượt hơn trăm cây số để về nhà, may mà tai biến nhẹ, lại được cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng. Bệnh viện thì đông, không khí ngột ngạt làm cha khó chịu cha gắt mẹ, sao nước nguội quá, cháo gì mà lạt nhách, gối kê đầu sau quá mềm. Cha quạo thì quạo, mẹ vẫn nhỏ nhẹ, rồi rồi để tôi sửa cho vừa ý ông. Quạo với mẹ vậy thôi, mẹ về nhà mới được nửa buổi, cha đã sốt ruột hỏi tôi. Sao mẹ con đi lâu vậy hả? Cha với mẹ đó giờ vẫn vậy, xa thì ngóng, gần thì như mặt trăng với mặt trời. Từ nhỏ Tôi đã chứng kiến cha mẹ thường xuyên cái cọ mẹ da nâu nên ưa mặc quần áo màu nhạt cha nói đàn bà phải mặc màu tối mới sang mẹ uốn tóc ngắn cha nói đàn bà phải để tóc dài kẹp hay bới gì cũng quý phái mẹ biết tòng bụng cha nên mát mẹ người ta của ông da trắng dáng cao mới diện kiểu đó chứ tôi bắt trước làm sao được người ta của cha chính là dì Hiền. Hồi trẻ, cha và dì yêu nhau lắm. Nhà dì chê cha nghèo nên không gả. Nhà bán gạo, nhiều người mua thiếu rồi quyệt. Mẹ nói người ta nghèo mới làm vậy. Kệ đi, coi như làm phúc. Cha thở dài than, mẹ mẹ hiền quá, dễ bị người ta gạt. Mẹ ấm ức. Phải tía lia, mồm năm miệng mười như người ta, mới vừa bụng ông chứ gì lớn lên tôi mới hiểu cha đuổi bắt thứ gì đó rất mông lung với hoài mà không tới từ vóc dáng tới tính tình của dì hiền đã đóng khung trong cha thành chuẩn mực của cái đẹp vậy nên trong mắt cha mẹ chưa bao giờ toàn vẹn cha chưa một lần nhắc tên dì hiền cũng chưa từng gặp lại sau mấy chục năm xa cách nhưng tôi vẫn cảm nhận được bóng dáng gì lúc nào cũng đâu đó trong những lần cãi cọ giữa cha với mẹ trong ánh mắt mênh mang của cha mỗi chiều về người ta hay nói tình chỉ đẹp khi còn giang dở chính vì giang dở nên cha mới nhớ mới thương mới tự gây sóng gió có lần tôi hỏi cha gì hiền đẹp lắm hả cha cha không trả lời chỉ tủm tỉm cười ánh mắt xa xăm như thể đang lạc về quá khứ tôi nói Mẹ con không đẹp nhưng có duyên Tính lại hiền Chiều cha hết mực Cha còn đòi gì nữa Im lặng hồi lâu cha mới khẽ khẳng Chuyện người lớn con không hiểu được đâu Tôi hiểu chứ Tôi hiểu cha thương mẹ Nhưng không thể quên gì Có điều trái tim không thể chứa cùng lúc hai người phụ nữ Nên cha mới thấy trông tranh Cha nằm viện được 5 ngày Tôi xin chuyển viện vào Sài Gòn để khám lại. Bệnh viện lớn càng quá tải hơn ở quê nhiều. Tôi trải cái chiếu để cha nằm cho đỡ mệt. Góc bên kia, giọng một phụ nữ lớn tuổi cứ liên tục kêu rên. Ôi, bệnh viện gì mà đông phát khiếp à? Bác số 225, biết chừng nào mới tới tôi hả trời? Ông quạt mạnh cái tay cái coi. Khỏe cùi cùi, mà làm như sắp chết vậy hả? Cha khỉu tôi, Ôi chắc là bà ấy bệnh nhiều nên khó chịu đấy. Số của cha là 200 hả con? Đổi cho bà ấy để bà ấy khám sớm chút đi. Tôi nghe lời cha, mang số qua đổi. Dì ấy thở ì ạch mặt cao có. Nghe tôi nói đổi số, dì buông gọn lọn. Sao tự dưng đổi? Có tiền bạc gì không? Anh con trai bước qua chào cha tôi để cảm ơn. Cha tôi hỏi anh quê ở đâu? Nghe nói người cùng tỉnh Cha nhộm dậy nhòm qua. Hai người cùng sững sờ Cha lắp bắp. Là... là cô Hiền phải không? Tôi giật thoát. Quay lại nhìn kẻ thứ ba vô hình của mẹ tôi bấy lâu. Dì ấy mập ú. Tóc tai sơ sát. Bộ ngực thì thả rông sập sệ. Dường như chẳng liên quan gì tới dì Hiền da trắng tóc dài dáng cao mà cha hay nhắc bấy lâu. Có lẽ cảm giác của cha cũng bàng hoàng giống tôi. Nên thăm hỏi gượng gạo. Lúc về tôi trêu cha. Lần này may mắn gặp được người ta, chắc là mãn nguyện lắm rồi cha nhỉ? Cha thở dài. Thả đừng có gặp. Từ bữa đó, cha cư xử với mẹ dịu dàng nhỏ nhẹ. Ảo ảnh cha bắt gặp được rồi. Cũng chỉ là ảo ảnh thôi. Mẹ mới là thực tại của cha. May cuối cùng cha cũng ngộ ra nhiều điều. Phần tôi, tôi giấu bạt chuyện này không nói với mẹ. Tôi biết là cha tôi đã gặp gì hiền. Sau trận ốm, cảm nhận được cái quan tâm dịu dàng từ cha tôi. Mẹ vui lắm. Từ đó, bà càng quan tâm chăm sóc cha tôi kỹ hơn. Đi đâu bà chẳng dám ngồi lâu. Nhiều lúc, tôi thấy mẹ lén lau nước mắt thổ lộ. Tự dưng cha mi dạo này. Đổi tính đổi nết. Hay dự báo có cái điểm gì chẳng lành. Tôi gạt phát đi. Mẹ toàn uh, nghi ngờ dần dần. Và quay mặt đi để giấu nụ cười. Và cụm từ Bà nó ơi, tưởng lâu nay đã biến mất, giờ đã trả lại trong ngôi nhà, chỉ còn hai ông bà. Bà cảm thấy như cuộc đời của mình được trẻ lại. Ôi, thần với trả tượng. <laughs> bị cáo lời kiều. Bị cáo, dạ. Bị cáo có suy nghĩ gì trong thời gian bị tạm giam? Dạ, thưa luật sư, sầu đông càng lắc càng đầy ba thu dồn lại một ngày dài ghê ơ ừ, thế bị cáo biết lẩy kêu à bị cáo làm luật sư bất ngờ rồi đấy dạ thưa luật sư bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao trở lại nội dung chính nhá tại sao bị cáo lại tham gia chạy án vậy dạ thưa luật sư trong tay đã sẵn đồng tiền giấu lòng đổi trắng thay đen khó gì bị cáo có nhận xét gì về những bị cáo khác trong vụ án này dạ thưa luật sư bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không giao tại sao bị cáo biết sai mà vẫn làm dạ thưa luật sư miếng ngon kề đến tận nơi vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham. Nhưng sau lần thứ nhất, tại sao bị cáo vẫn còn tiếp tục vi phạm? Thưa luật sư, bàn tay chót đã nhúng chàm. Vậy rồi dừng lại biết làm sao đây? Hôm nay thì phải chấp nhận trả giá chứ? Dạ thưa luật sư, đã đầy vào kiếp phong trần, sao cho xỉ nhục một lần mới thôi. Bị cáo nghĩ gì về mức án sẽ dành cho mình? Dạ, thưa luật sư, một mình lưỡng lự canh chày, đường xa, nghĩ nỗi sau này mà kinh. Bị cáo có bận tâm đến vợ con không? Thưa luật sư, đau lòng từ biệt sinh ly, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên. Nếu được nói lời sau cùng, bị cáo sẽ nói gì? Dạ, thưa luật sư, thân luôn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa. một thoáng mộng mơ. Thấy bố suốt ngày ngồi ở nhà vọc điện thoại lười vận động. Mấy đứa con bàn nhau mua một cái xe đạp thể thao loại xịn. Để bố sáng sáng đạp một vòng quanh công viên trước nhà cho nó giãn gân cốt. Và lại cũng sắp đến sinh nhật của bố rồi, coi như làm quà cho ông nội vậy. Buổi sáng nay, sau thời gian mưa giả dích do ảnh hưởng cơn bão La Ghi, hôm nay trời tạnh giáo và hừng nắng nhịp sống đã trở lại gần như bình thường. Công viên lại tấp nập cơ man nào là người đủ mọi lứa tuổi, từ nam phụ lão ấu đến các mệnh phụ phu nhân đang độ phát phì ra, đi bộ cho tiêu mỡ thừa. Tôi xách xe đạp ra công viên tính dạo một vòng cho giãn gân cốt. Sau nữa là xem dân tình sinh hoạt ra sao sau thời gian tôi mải mê du rú ở nhà. Nhẹ nhàng lách qua dòng người đang đi tập thể dục thấy có chút gì gì đó nhồn nhột sau lưng nên ngoái lại nhìn phía sau có cô gái cũng đang chạy bộ cô nhìn tôi cười rất tình tứ và thiền cảm tuy ở tuổi ngoài lục tuần nhưng tôi khó cưỡng lại cảm xúc rộn ràng trước ánh nhìn và nụ cười tươi của cô gái trẻ đẹp tự nhiên thấy cuộc đời này mới đẹp làm sao lâu nay cứ ngồi du rú ở nhà không biết ngoài đời có nhiều cái thật hấp dẫn nên thơ tôi cố tình đạp chậm lại khi cô gái ấy sắp chạy ngang qua tôi tim tôi bỗng đập loạn mạch vì cô ấy không chỉ đẹp mà còn rất hấp dẫn và quyến rũ body tròn lẳn bó gọn trong bộ đồ thể thao nổi bật những đường cong khó cưỡng Ánh mắt cuốn hút của cô không ngừng nhìn tôi kèm nụ cười rất tươi tắn thật là duyên. Tôi thấy như mình đang trẻ lại và trở lại thời thanh xuân. Tôi vui lắm. Tôi thả hồn đi hoang và miên man nghĩ đến một niềm vui như thời trai trẻ rồi lại từ từ đạp xe đi. Bỗng nhiên cô gái gọi, bác ơi, giật mình kéo tôi trở về với thực tại. Tôi vội vàng đạp xe đi chậm lại, chống chân chở cô gái bước tới. Trong đầu vụt lóe lên một ý nghĩ mờ ám của thời trai trẻ. Và vẫn ánh nhìn ấy, cô bén lén cười rồi kiếng chân. Một tay vịn lên bờ vai, nhẹ nhàng ghé sát cái miệng xinh như hoa vào tai tôi. Phả cả hơi thở ấm nóng của em vào cổ. Tôi nghe rõ từng tiếng đập loạn của trái tim mình. Thì thào, cô nói nhỏ, bác ơi, bác mặc quần trái. Rách lòi khu ra rồi tê Ngõ ra sau Tôi thoáng giật mình của tay ra sau kiểm tra theo phản xạ Mặt tôi tự nhiên đỏ lựng như gấc rụng Thảo nào Từ nãy đến giờ Tôi có cảm giác gió lùa Sau khu lành lạnh Dám mà có cái lỗ nẻ quanh đây Tôi dám nhảy xuống mất Tiền sư Cái lỗ chuột nhất Cắn nát của ông Cái quần thứ tám rồi đấy Liệu thần hồn đúng là sáng nay không dám bật đèn để cho nhà tôi ngủ tôi xỏ vội cái quần đã chuẩn bị từ đầu hôm lấy ra vắt ở đầu giường ai dè tụt hết cả cảm hứng tôi lật đật quay xe cắm đầu cắm cổ không dám ngẩng mặt lên đạp miết bỗng dầm một tiếng tôi giật mình choàng tỉnh mồ hôi mồ kê vá ra thì ra là một giấc mơ hú hồn chiêm nghiệm như thần. Vợ chồng lấy nhau gần 40 năm, có với nhau ba mặt con có nếp có tẻ cả. Giờ đây tôi mới cảm nhận và thấm thía rút ra rằng, ai là người đời bạn ngủ say sau một ngày làm việc vất vả? Ai là người sẵn sàng thức suốt đêm cùng bạn? Ai là người thật sự cảm thấy hạnh phúc khi bạn ngủ say? Và ai là người rón rén làm công việc của mình để khỏi kinh động làm bạn thức giấc, yêu bạn Người ấy còn quan tâm đến cả con thú cưng mà bạn hàng ngày chăm bẵm, vuốt ve, xem giờ này nó đã ngủ hay còn thức. Ai là ai? Rất nhiều độc giả dễ dàng đoán ra rằng, người bạn đời của ông chứ còn ai vào đây nữa hả? Ngay từ đầu ông đã dẫn dắt người ta đi theo mạch của một câu chuyện tình đậm chất tiểu thuyết của ông rồi còn gì nữa. Nhưng sự thật lại hết sức bé bàng, cảm động rớt nước mắt có một cái gì đó trào dâng uất nghẹn không nói nên lời vì đó chỉ có thể là thằng ăn trộm thú nhận hai vợ chồng già lúc gần đất ra trời tâm sự với nhau ông chồng lấy ra một cái hộp đưa cho vợ bà vợ hỏi cái gì vậy ông đây là cái hộp trong đó có một triệu đồng và ba cái vỏ lon bia bà vợ ngạc nhiên nói vậy là sao tôi không hiểu nói thật với bà mỗi cái vỏ lon bia là một lần tôi ngoại tình đấy mỗi lần ngoại tình tôi uống một lon bia và cất vỏ lon vào cái hộp này bà vợ thấy ông chồng như vậy thì cũng chấp nhận được vì lấy nhau mấy chục năm rồi mà ông chồng mình chỉ mới ngoại tình có ba lần nhưng nhưng còn số tiền một triệu đồng là thế nào một triệu là tiền tôi bán vỏ lon